Chiều nay, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhân dân và cử tri cả nước đang chờ đợi câu trả lời thẳng thắn, trách nhiệm của các vị bộ trưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kế thừa cách thức thực hiện các kỳ chất vấn trước, phiên chất vấn tiến hành theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn. Mỗi lượt có 3 đến 5 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn không quá 1 phút về một hoặc vài vấn đề mà đại biểu thấy cần thiết. Trường hợp đại biểu Quốc hội không đồng ý với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng đăng ký tranh luận. Thời gian tranh luận không quá 2 phút, không đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn và không tổ chức tranh luận giữa các đại biểu với nhau. Người trả lời chất vấn sẽ trả lời không quá 3 phút cho một vấn đề chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chương trình cụ thể phiên chất vấn đã được gửi đến từng đại biểu Quốc hội. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động chất vấn trả lời chất vấn nói riêng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các vị bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát hiện thực khách quan, lắng nghe hơi thở của cuộc sống để có một phiên chất vấn, trả lời chất vấn sôi nổi, thực chất, xây dựng và hiệu quả cao nhất, tiết kiệm và sử dụng tối đa thời gian kỳ họp dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Cái thời gian của Quốc hội cũng rất là quan trọng, chúng ta phải triệt để tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nhất. Nhân dân và cử tri cả nước đang chờ đợi câu trả lời thẳng thắn và trách nhiệm của các vị bộ trưởng. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình làm rõ hơn vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm, trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn để nâng cao hiệu lực thi hành và làm căn cứ để Quốc hội giám sát việc thực hiện.